Hi, xin chào các bạn nha. Mình tên là Máy Ảnh Review đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này nha. Cũng như mình giới thiệu cho các bạn chiếc máy này. Đây là chiếc máy kỹ thuật số Contax. Cái mã của nó là SNL300R. Cái chữ T sau này là cái đời len thôi. Cái chữ mình đọc là SNL300R thôi nha. Còn cái chữ T sau nữa là cái đời len. Thì con máy này á, thì đa số cái máy mà con tắt á, thì nó sẽ sử dụng cái len của nó là len KZ đời T sao á, thì cái len mà đời T sao là cái len được tráng phủ cái lớp tráng đặc biệt có ký hiệu là T sao, là một những dòng len mà đỉnh của thế giới. Và giá của dòng len này thì đa số là rất là mắc tiền nha các bạn. Và chiếc máy này á, nếu mà so với những chiếc máy mà cùng cái thời cùng tầm của nó thì cái máy này cũng rất là mắc tiền nha. Thì thứ nhất đó là máy mà của hãng Contax á. Hãng Contax thì là một cái hãng của thế giới chuyên sản xuất những cái đồ mắc tiền mà rất là chỉnh chu, giống như là điện thoại iPhone nha các bạn. Điện thoại iPhone nó sẽ cái giá của nó sẽ khác với điện thoại thường. Đồng thời thì đây là một chiếc máy mà nó có cái vỏ bên ngoài là bằng kim loại nha, như bằng thép. Cái vỏ này nè. Rồi thiết kế rất là đẹp, rất là độc đáo, như là có phối da làm điểm nhấn nè, rồi sử dụng len KZ T sao nè. Nhìn mọi người nhìn thiết kế của nó thì thôi quá tuyệt vời luôn. Độc đáo nó là thứ hai là cái máy này nó có thể xoay lật được, màn hình xoay lật được nha. Nó nếu mình chúng ta chụp thì chúng ta cầm nhẹ ta chụp nè. Ta cầm nhẹ nha. Nó cầm gì là vừa chụp hoặc là vừa quay phim này kia đó, có thể là xoay ngược hoặc xoay xuôi gì cũng được hết nha. Thì bạn nào đã từng chơi Contax thì sẽ hiểu được giá trị của cái máy Contax như thế nào nha, đồ hiếm của thế giới á. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này nha. Thì cái máy này là cái độ phân giải cũng khá là thấp chứ không có cao đâu, mình chưa tìm hiểu nhưng hình như có 3.4 chấm gì à. Thì máy này là sử dụng thẻ nhớ SD nha. Thì mình đã cắm thẻ thử, thẻ 1GB thì nó nhận ok là sử dụng được thẻ 1GB. Đó, cái thẻ nhớ ở đây nè. Nhưng rút khó. Pin đây nha. Rồi. Khi mình gắn thẻ nhớ vô được thì ok rồi đó. Ở trong đây là máy nó còn ủa sao mấy cái hình cũ ta. Quên, không không nó đang quay cái phòng của mình, nó đang những cái hình vậy. Nó đang ống kính đang quay bên kia. Rồi bây giờ mình giới thiệu các bạn đây như thế này nha. Đầu tiên thì mình mở nguồn đây nè, nút power đây nè. Mình ấn nút này ha. Ấn thì nó sẽ hiện lên cái màn hình này, nó khởi động. Và sau đây các bạn nhìn chú ý trên này nè nha. Trên này cái đèn đỏ nè. Cái đèn đỏ hình cái máy chụp hình, tức là nó đang đang ở chế độ là chụp hình. Mình bấm qua đây á thì màu xanh này là đang chế độ xem lại hình ảnh đã chụp. Ví dụ như hình những cái hình mình đã chụp nè. Cái này thông số nè. Đó, những tấm hình mình đã chụp lại đây nha. Đó, rồi mình bấm qua đây là màu đỏ trở lại là chụp ảnh, chế độ chụp ảnh. Mình bấm qua đây là chụp liên tục nha. Máy này chụp liên tục rất là nhiều tấm. Không, bây giờ mình chụp thử một cái nè. Muốn chụp nhiều chụp à. Mình chụp liên tục ở nhà nè. Cái này nó đang nạp điện nè. Đó, các bạn thấy mình bấm liên tục luôn, nó rất là nhiều luôn. Mình bấm qua bên đây á là cái này là chế độ quay phim nha, chế độ quay phim. Rồi thì nó có những chức năng quay phim nè, chụp liên tục nhiều tấm nè, rồi chụp ảnh rồi xem lại hình ảnh là như vậy. Rồi cái nút display này mình ấn vô là nó hiện thông tin, mình ấn vô nó mắc thông tin đó, thì chúng ta ngắm qua cái view ngắm. Không, cái máy này không có view ngắm nha các bạn. Nó hơi cái màn hình nó hơi mờ mờ xuống nè. Mình ấn cái nữa thì nó sáng lại. Mình ấn cái nữa nè. Đó, thì những cái thông tin trên máy là như vậy nha, trên cái màn hình á. Là mình ấn cái nó sẽ xuất hiện những cái dòng chữ, những thông tin trên cái màn hình á. Mình ấn cái nó mắc nè. Rồi ấn nút sim bên đây là mình ấn ở đây thì nó sẽ chế độ quay phim, nó sẽ có những chế độ ví dụ như quay phim, quay macro, quay về
Ở trên cái này nè, bấm xuống như là quay về mặt rô nha, bấm xuống đây là quay về phong cảnh nha, mình bấm qua đây lại là chụp liên tục, bấm qua đây là chế độ chụp ảnh. Thì trong cái chế độ chụp ảnh nó sẽ có nhiều cái tinh chỉnh hơn, mình bật xuống đây cho các bạn dễ xem nè. Đó, giờ bấm trên chế độ chụp ảnh mình bấm sim này thì nó sẽ có những chức năng chụp, ví dụ như cái dòng này nè, hiện nay là ở trên này nó là chụp ảnh là chế độ bình thường, là chế độ auto đó. Mình bấm xuống đây là chụp thể thao, tức là chụp người di chuyển, mình ấn xuống là chụp chân dung, mình ấn xuống nữa là chụp ban đêm, chụp phơi sáng, cái này chụp người vào ban đêm, cái này là chụp macro, là chụp chụp macro là chụp hoa lá cành, chụp cận cảnh đó, ví dụ chụp bông hoa này kia đó. Mình ấn xuống đây là chụp về phong cảnh nha, cái hình mà cái hình giống như quả núi nè đó. Thì thông thường thì các bạn tùy theo các bạn chọn, ví dụ như này là chụp người vào ban đêm, là lưu ý chụp này là ban đêm nó sẽ ưu tiên chụp cái đó nha, chụp người mà có lấy hậu cảnh. Rồi mình sẽ chọn sẵn là chế độ là chụp auto. Ở chế độ chụp auto này nó thì chúng ta sẽ chỉnh được đèn LED nha, chỉnh được đèn LED. Ví dụ như hiện nay đèn LED đang là auto nè, auto tức là khi mà vô bóng tối á, thì nó sẽ tự động mở đèn LED, mà vô trời sáng thì nó không có mở đèn LED. Mình ấn lên một cái nữa là đèn LED auto mà chống mắt đỏ, bạn nhìn vào cái màn hình chỗ này nha, mình ấn cái nữa là tắt đèn LED, mình ấn cái nữa là luôn luôn mở LED. Luôn luôn mở LED là ra ngoài trời nắng hay vô bóng tối thì nó cũng mở đèn LED hết nha. Mình chụp thử một tấm có mở đèn LED nè. Rồi mình vừa chụp xong rồi nha các bạn. Rồi hai cái lúc này là zoom xa gần nha, ví dụ mình để cái tay này mình zoom lại nè. Đó. Zoom xa ra nè. Rồi. À, cái máy này các bạn làm, cái máy này là sản xuất ở thị trường Nhật, nên nó chỉ có ngôn ngữ tiếng Nhật thôi, nó không có ngôn ngữ tiếng Anh nha các bạn. Tuy nhiên các bạn nào có hiểu ý nó là chỉnh được hết à, chứ nó không có gì khó đâu. Rồi mình tiếp tục hướng dẫn các bạn tiếp nha. Thì zoom xa gần các nút trên đây mình đã hướng dẫn rồi nè. Thì tới cái nút menu mình ấn vô chữ menu. Chữ menu thì cái hình này nè, cái hình này á là chụp hẹn giờ. Ví dụ mình ấn enter vô nó sẽ có chụp hẹn giờ off. Off là tắt chế độ chụp hẹn giờ, hoặc là chụp 2 giây hoặc là chụp 10 giây nha. Rồi bấm qua bên bên cái này á, nó sẽ có là cái này gọi là độ phân giải ảnh. Độ phân giải ảnh thì các bạn xem những thông số đó, ví dụ là 640 rồi 1280 rồi 1600 hoặc là 2048 đó. Thì các bạn chọn những cái số, cái thông số nào mà lớn á, là cái hình chất lượng nó cao nhất. Ví dụ như mình chọn là 2048 thì cho hình nó chất lượng là cao nhất, còn mình chọn là 640 thì chất lượng nó là thấp nhất. Thì tùy các bạn chọn nha. Rồi qua bên đây á, là bên bên đây là cũng là chất lượng hình ảnh nữa. Chất lượng hình ảnh nữa nó sẽ có hai cấp, cấp ở dưới là cấp standard là chuẩn, ở trên là chữ file á. Ở trên theo mình là chất lượng cao nhất, cao hơn. Thì thí dụ như các bạn muốn chọn chụp hình ảnh mà chất lượng nó cao á, thì các bạn chọn ở trên nha. Và bên đây là các bạn chọn số lớn. Ở đây là buồn trừ sáng. Buồn trừ sáng thì nó sẽ có là bù trừ, là mình bấm vô đây nó sẽ có là sang để mình chỉnh cho các bạn dễ hiểu nè.